Kính chào quý vị khán giả, sẽ không khó để chúng ta bắt gặp những tấm ảnh hay những đoạn video hay những dòng trạng thái về con cái của bạn bè và cả người thân trong gia đình up lên những trang mạng xã hội hàng ngày. Thú thật là cá nhân của tôi thì cũng rất là thích ngắm, nhìn và đọc các cái status về các cháu nhỏ trên Facebook cùng chia sẻ những dòng cảm xúc về các cháu. Nhưng mà việc up ảnh, chia sẻ thông tin về các cháu nhỏ một cách rộng rãi trên mạng liệu có đơn giản như không ít người vẫn nghĩ hay không? Có những hệ lụy rủi ro nào đằng sau thói quen này? Đó là câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi là Thụy Vân của Chuyển động 24 giờ. Thưa quý vị, theo một khảo sát tiến hành năm ngoái tại Anh, thì mỗi một bậc cha mẹ trung bình sẽ đăng gần 1.000 bức ảnh của con mình lên trang mạng xã hội trước khi con bước sang tuổi thứ 5. Nếu tính cả những cái đoạn video hay là những dòng trạng thái nữa, thì chắc hẳn là con số này sẽ cao hơn rất nhiều. Thực ra thì con số này không có gì quá ngạc nhiên, vì đó mới chỉ là ở mức trung bình mà thôi. Bởi vì chúng tôi thì cũng khá dễ dàng ghi nhận được những câu chuyện về sở thích, thói quen đăng hình ảnh và thông tin về con lên trang mạng xã hội đang diễn ra hàng ngày. Mọi sinh hoạt, từ học tập đến vui chơi, những hình ảnh trong quá trình phát triển của con đều được chị Linh hào hứng ghi lại và đăng lên Facebook, như là cách thể hiện tình yêu với con và thể hiện niềm tự hào của người mẹ. Con nó có một cái gì đấy mới, ví dụ như đến lớp cháu học một bài hát mới hoặc học một câu tiếng Anh gì đấy mới mình thích thì mình up lên. Hoặc là nó có một cái gì đấy ngộ nghĩnh ấy, thì mình up lên. Mình có gia đình ở xa, thế nên là mọi người rất thích là khi mà mình up ảnh của các con, các cháu lên ấy, thì mọi người sẽ được xem, được theo dõi những cái bước phát triển của các con mà ở xa mọi người không thể trực tiếp được. Không chỉ chị Linh, với nhiều bậc cha mẹ khác, việc đăng ảnh con lên mạng xã hội là chuyện thường ngày. Em nghĩ là một cái trang mạng xã hội như vậy thì nhiều lúc là chỉ gọi là lưu lên trên mạng đấy, thì đến lúc mà con có lớn thì nữa thì có khi nay mai mình có già không mất thì nay mai con nó sẽ xem lại những khoảnh khắc của nó. Tôi cũng hay đăng ảnh của con trai mình lên trên Facebook bởi vì là cháu cũng là một trong những cái cháu mà học trong lớp cũng rất là tốt. Tôi cũng rất tự hào về cháu. Cháu có những cái cuộc đi chơi dã ngoạn với các bạn rồi với gia đình, đi uống cà phê với bố thì có những cái mà rất là hay. Nếu mà bình thường thì nếu mà không bận ấy thì khoảng tầm độ một tuần. Còn nếu mà mình bận thì cũng khoảng tầm nửa tháng thôi, là ý là cũng có ảnh trên đấy rồi. Thì nhiều lúc thấy nó đáng yêu hay là nó ghi lại một cái kỷ niệm gì đấy thì mình chia sẻ. Tầm khoảng 90% ảnh chia sẻ trên Facebook là ảnh con em ạ. Em nghĩ là chia sẻ ảnh em bé trên mạng thì chắc là cũng không quá nguy hiểm đâu ạ. Yêu con bằng cách đăng tải hình ảnh, thông tin một cách vô tư, nhiều bậc cha mẹ đã không lường trước được những rủi ro nguy hiểm. Đó là lý do ngay cả những hình ảnh nhạy cảm như thế này cũng không phải là hiếm trên mạng xã hội. Ngay trong sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng vừa thực hiện một cuộc khảo sát nhanh về thói quen đăng hình ảnh thông tin về con trên mạng xã hội. Hai câu hỏi được đưa ra đó là: quý vị có thường xuyên đăng hình ảnh thông tin của con mình trên mạng xã hội hay không? Và quý vị có cho rằng hành động này là nguy hiểm với con mình hay không? Và quý vị hãy xem là chúng tôi đã thu được kết quả như thế nào. Với câu hỏi bạn có thường xuyên đăng hình ảnh, thông tin của con cái lên mạng xã hội, có 146 trên 157 ý kiến trả lời có, tức là khoảng 93% các bậc phụ huynh khẳng định đây là thói quen hàng ngày của họ. Với câu hỏi bạn có cho rằng thói quen này là nguy hiểm hay không, có 120 trên 157 ý kiến trả lời không, tức là gần 80% các bậc phụ huynh cho rằng thói quen này không nguy hiểm. Vô tư chia sẻ hình ảnh, thông tin về con cái trên mạng xã hội, mọi việc liệu có đơn giản là niềm vui mà là cách chúng ta thể hiện chia sẻ tình yêu con cái với mọi người hay không? Đã có những cảnh báo được đưa ra về thói quen này và chúng ta hãy nghe nhà quản lý nói gì. Những cái hình ảnh vi phạm vào, thứ nhất là vi phạm vào bí mật đời sống riêng tư của trẻ. Hình ảnh nó quá nhạy cảm, hình ảnh đưa những bộ phận nhạy cảm của trẻ lên trên hình ảnh là không nên. Thứ hai nữa là những cái thông tin đó nó ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ. Chúng ta tiết lộ quá nhiều những cái thông tin, những cái đặc điểm mà mang tính chất quá riêng tư của trẻ thì dễ bị lợi dụng.
trong cái hiện tại cũng như là sau này trong đời sống và quá trình trưởng thành của trẻ. Thứ ba nữa là chúng ta phải cân nhắc xem là cái đăng cái hình ảnh đó lên, kể cả trên trang Facebook cá nhân của mình, nó có vì lợi ích tốt nhất của trẻ hay không, hay nó chỉ vì cái tự hào, vì cái muốn khoe nhất thời của các bậc cha mẹ. Vâng, quý vị hãy nhìn dòng chữ sau lưng tôi ạ. Nữ người Mỹ 5 tuổi, tóc nâu, mắt đen và 5.000 đô la Mỹ. Những dòng quảng cáo khiến cho nhiều người choáng váng. Câu chuyện về bé gái bị giao bán 5.000 đô la này được một người nước ngoài tên là Ernesto Fuentes cảnh báo trên Facebook của anh vào tháng 5 năm ngoái. Theo những gì mà anh kể là kẻ xấu đã lần ra dấu vết của bé gái chỉ bằng việc kết bạn trên Facebook với mẹ của bé. Trong ngày đầu tiên đi học, khi mà người mẹ chụp ảnh con gái và đăng lên Facebook, bức ảnh đã bị kẻ xấu lưu vào điện thoại và gửi đến 60 người đàn ông trưởng thành khác trên toàn thế giới, trong đó có những cả những kẻ mắc chứng ấu dâm. Những dòng cảnh báo của Ernesto Fuentes đã được một người sử dụng Facebook ở Việt Nam là chị Hoàng Hồng Anh Thủy dịch và được hàng chục nghìn người chia sẻ. Dễ hiểu vì sao câu chuyện được nhiều người chia sẻ như vậy, bởi vì ở Việt Nam, việc đăng hình ảnh một cháu bé trong ngày đầu tiên đến trường, trong rạp chiếu phim hay là công viên lên Facebook cũng là chuyện thường ngày. Và rất nhiều người đã chợt nhận ra có những mối nguy hiểm đến từ những hành động tưởng chừng như vô hại của mình. Với những mối nguy hiểm như trên, cũng dễ hiểu vì sao trên thế giới đã có những nước siết chặt việc đăng hình ảnh, thông tin của trẻ lên mạng xã hội hoặc là áp dụng những chế tài xử phạt không hề nhẹ. Tại Mỹ, các thông tin không được phép hiển thị trên mạng Internet gồm họ tên, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, tên đăng nhập mạng xã hội và mã số an sinh xã hội. Còn theo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng đã sửa đổi, có hiệu lực từ năm 2013, các bậc phụ huynh sẽ được nhận thông báo, được quyền truy cập, thay đổi hoặc xóa bỏ những thông tin liên quan tới con của mình nếu cảm thấy không phù hợp trên các website thương mại và dịch vụ trực tuyến. Còn tại Pháp, theo luật bảo vệ quyền riêng tư được đánh giá khá nghiêm khắc trong số các quốc gia châu Âu, các bậc cha mẹ nếu đăng ảnh của con mình trên mạng thì có thể phải đối mặt án phạt 1 năm tù giam và trả khoản tiền phạt lên tới 45.000 euro, tương đương hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Việc bố mẹ đăng ảnh mà không có sự đồng ý của con họ xem như đã vi phạm luật công khai cuộc sống riêng tư của người khác. Thậm chí, khi lớn lên, những đứa con còn được quyền khởi kiện bố mẹ mình vì đã đăng những bức hình thời thơ ấu của chúng. Mới đây nhất, cảnh sát Đức cũng vừa đưa ra khuyến nghị trên trang Facebook chính thức của mình về việc phụ huynh nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng tải hình ảnh con mình lên mạng. Lời cảnh báo này ngay lập tức đã thu hút tới hơn 12 triệu lượt người xem và được chia sẻ gần 200.000 lần. Vâng, trong Facebook của tôi thì có rất là nhiều những hình ảnh, nhiều ông bố bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh con cái của mình. Nhưng mà cái điều mà ở đây chúng ta luôn luôn đặt ra câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể đưa những hình ảnh con em có thể chia sẻ với các bạn bè của mình nhưng mà vẫn có thể bảo vệ được con em của mình. Có lẽ đây là cái cách, đây là cái điều mà chúng tôi rất muốn nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ của quý vị trên chính trang web của trung tâm chúng tôi, đó là trang web của VTV24. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là ngay cả chính Facebook thì cũng đang tìm cách là khuyến cáo các bậc cha mẹ hãy kiểm soát việc đăng tải hình ảnh con của mình trên mạng xã hội. Bởi vì mới đây hãng thì đã đề cập đến việc hiển thị thêm cảnh báo cho người dùng trước khi muốn đăng tải hình ảnh con mình. Cảnh báo này sẽ yêu cầu bố hoặc là mẹ xác nhận lại việc mình đang muốn đăng hình ảnh con lên mạng hay không, đồng thời gợi ý việc chia sẻ bức hình chỉ trong các thành viên của gia đình mà thôi. Quý vị thấy sao ạ? Cá nhân tôi thì thấy là không cần phải đợi đến lúc Facebook bổ sung nút cảnh báo mà chúng ta hãy chủ động làm theo các khuyến cáo trên càng sớm càng tốt và đảm bảo sự an toàn cho con trẻ của mình. Đồng thời hãy điều chỉnh, cân nhắc về thói quen này nếu như có, bởi trong luật trẻ em 2016 vừa được Quốc hội thông qua thì có quy định là trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Chiếu theo quy định này thì nếu như chúng ta đăng tải hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên thì sẽ là phạm pháp. Ngày 1 tháng 6 năm 2017, luật trẻ em 2016 sẽ chính thức có hiệu lực, nghĩa là còn một năm nữa để các bậc cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này. Nhưng nếu như quý vị đã nhận thấy được sự nguy hiểm khi mà đăng hình ảnh, thông tin của con em mình một cách thường xuyên trên mạng xã hội thì không có luật nào bằng chính luật rằng làm cha mẹ thì hãy làm những gì tốt nhất cho con cái của mình.